Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình điểm tin Phật sự hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Alea TV. Chương trình được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày và phát lại vào 10 giờ sáng ngày hôm sau. Thưa quý vị, sau đây là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, ngày 5 tháng 2 năm 2020. Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội về việc chuẩn bị cho tăng ni sinh tụ trường và phòng chống dịch bệnh. Thái Bình, Chùa Thanh Mai khai đàn dược sư đầu năm mới, cầu nguyện quốc Thái Dân An. Hà Nội, Chùa Dương Đình dỗ tổ và trao quà trợ cấp cho các cụ cao niên nhân dịp đầu xuân mới và nhiều tin tức quan trọng khác. Cuối chương trình mời quý vị cùng đón xem phần tin chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập trường trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, để đón tăng ni sinh nhập học sau kỳ nghỉ Tết nguyên đáng, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, do virus corona gây ra, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội triệu tập cuộc họp khẩn cấp các phòng ban chức năng của Học viện và có thông báo chỉ đạo cụ thể. Nội dung chỉ thị của Thượng tọa Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cụ thể như sau. 1. Tổng vệ sinh toàn học viện trước khi tăng ni sinh trở lại học viện. 2. Liên hệ Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để phun thuốc khử trùng toàn học viện. 3. Chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, phát miễn phí cho tăng ni và phật tử khi đến học viện. 4. Liên hệ với Trung tâm Y tế Dự phòng huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn, chuẩn bị phương tiện đo thân nhiệt cho tăng ni sinh khi tự trường. 5. Thực hiện lễ cầu nguyện quốc Thái Dân An đầu xuân canh tí 2020 và cầu nguyện Phật lực gia hộ để cùng cộng đồng nhanh chóng dập tắt dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. 6. Căn cứ vào tình hình thực tế, viện trưởng sẽ có những chỉ đạo tiếp theo. Viện trưởng học viện yêu cầu các phòng ban chức năng tăng ni sinh học viện, các bộ phận phục vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Chuyển sang phần tin tiếp theo, thưa quý vị, chiều qua ngày 4 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 11 tháng Giêng năm canh tí, tại Chùa Phước Hưng, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã tổ chức tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Cùng đó, trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến tích cực như hiện nay, các chùa tự viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo tạm dừng các khóa tu để tránh việc lây lan dịch bệnh. Đại đức thích chân trí trưởng ban trì sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc, Phó trụ trì chùa Phước Hưng đã chuẩn bị gần 2 000 khẩu trang y tế để tặng cho Phật tử, người dân, du khách thập phương đến chùa dịp đầu năm. Đại Đức cho biết, tình hình dịch bệnh virus corona có khả năng lây bệnh nhanh, chưa tăng chùa Phước Hưng thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 06 trên CT gạch nối TTG về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona và công văn của Hội đồng trị sự do Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đây là việc làm rất cần thiết nhằm bảo đảm cho người dân phật tử khách tham quan trước dịch bệnh trước nỗi lo dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang lây lan thì việc phát khẩu trang miễn phí là một hành động đẹp mang lại niềm tin và sự ấm áp cho mọi người được biết hiện nay một số chùa tự viện trong toàn tỉnh đồng tháp cũng đã và đang tăng cường công tác phòng dịch virus corona bằng cách tặng khẩu trang y tế đến mọi người Thực hiện theo tinh thần công văn số 027 của Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quan về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, virus corona. Các chùa tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau. Theo đó, nhiều cơ sở tự viện tại thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng các lễ hội, khóa tu tập trung đông Phật tử như Chùa Huê Nghiêm, quận 2, tạm dừng lễ quy y vào ngày mùng 9 Tết. Chùa Giác Ngộ 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, cũng thông báo tạm dừng các khóa tu, các lớp ngoại ngữ và các lớp đào tạo kỹ năng tại chùa đến ngày 8 tháng 2 năm 2020. Theo thông báo số 02 trên 2020 trên TB, BHB, của Ban Hoàng Pháp Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức tạm dừng tổ chức khóa tu ngày An lạc khóa 1 năm 2020 tại Việt Nam Quốc tự vào ngày 16 tháng 2 năm 2020 nhằm ngày 23 tháng 1 năm canh tí. Dự kiến khóa tu ngày An lạc tại Việt Nam Quốc tự sẽ khai giảng trở lại vào ngày Chủ nhật 15 tháng 3 năm 2020 nhằm ngày 22 tháng 2 năm canh tí. Thưa quý vị, tối qua ngày 4 tháng 2 nhằm ngày 11 tháng Giêng năm canh tí tại Chùa Thánh Long, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, chư tôn giáo phẩm và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ nhập kim quan, cố ni trưởng Thích Đàm Lưu, nguyên ủy viên thường trực ban trị sự, nguyên trưởng ni bộ, chứng minh phân ban ni giới tỉnh Thái Bình. Quang Lâm buổi lễ có trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban từ thiện xã hội Trung ương, Hòa Thượng Thích Thanh Giác, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố Hải Phòng, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội, chư tôn đức Ban trị sự các tỉnh thành phố lân cận, chư tôn thiền đức tăng ni trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự buổi lễ. Do niên cao lập trưởng, ni trưởng đã thuận thế thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 18 phút ngày mùng 3 tháng 2 nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý tại chùa Thánh Long, trụ thế 94 năm, hạ lạp 62 năm. Đại chúng đã thành kính cung thỉnh nhục thân cố ni trưởng, rời thiên thất đến giác linh đường. Sau lễ nhập kim quan, hòa thượng thích thanh dục cùng chư tôn hòa thượng làm lễ phát tang cho môn đồ hiếu quyến, dâng hương kính nguyện giác linh người cao đăng Phật quốc. Ni trưởng Thích Đàm Lưu, Thế danh Lương Thị Thanh, chứng minh phân ban Ni giới tỉnh, nguyên ủy viên thường trực ban trị sự, kiêm trưởng Ni bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nguyên trưởng ban đại diện Phật giáo thành phố Thái Bình, nguyên ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, nguyên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, nguyên trụ trì Tổ đình chùa Thánh Long, đường Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Ni trưởng là một bậc tu hành phạm hạnh, công hiến trọn đời cho sự nghiệp hoàng pháp lợi sinh, là một bậc tôn sư khả kính, đã có nhiều công lao giáo dưỡng và diêu dắt môn đồ đệ tử, Pháp tử trưởng thành, noi gương từ bi hỷ xả của Ngài để bền vững đạo tâm và trang nghiêm giáo hội. Vào sáng ngày 3 tháng 2, nhằm ngày 10 tháng Giêng năm canh tí, trên tinh thần tri ân và báo ân đối với bậc tiền bối tôn sư, Chư Ni Tổ Đình Vĩnh Bủ, xã Khánh Thành Tân, huyện Mỏ Cải Bắc, tỉnh Bến Tre, đã trang nghiêm thiết lễ huy kỵ, tưởng niệm giác linh cố ni trưởng thích nữ như huệ. Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Nhật Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Kiểm soát, Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre. Hòa thượng Thích Lệ Linh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện Phật tử trên địa bàn tỉnh Bến Tre tham dự. Buổi lễ dưới sự chủ trì của ni trưởng thích nữ Như Chân, chứng minh phân ban đi giới tỉnh Bến Tre, viện chủ Tổ Đình Vĩnh Bửu, cố ni trưởng thích nữ Như Huệ là người có công trùng tu ngôi Tổ Đình Vĩnh Bửu và đã truyền thừa lại cho ni trưởng thích nữ Như Chân đảm nhận chức trách viện chủ từ năm 1970 cho đến thời điểm hiện tại. Thay mặt cho môn đồ pháp quyến, thượng tòa thích Huệ Thọ, ủy viên ban trị sự, trưởng ban kinh tế tài chính Phật giáo tỉnh, cung tuyên tiểu sử cố ni trưởng thích nữ Như Huệ. Ni trưởng thích nữ Diệu Ninh Quý Hồng Huệ, pháp hiệu Như Huệ, sinh năm 1914 tại huyện Càng Long, tỉnh trà Vinh, trong một gia đình Phật tử thuần thành. Ni trưởng đã thấm nhuần giáo lý nhà Phật từ nhỏ. Năm 1956, ni trưởng được giao nhiệm vụ thủ bổn ban quản trị ni bộ trung ương và quản lý ni trường dược sư. Năm 1959, ni trưởng được giao quản lý và kiến thiết chùa từ vùng đất ẩm thấp thành đạo tràng Trang Nghiêm. Về sau, ni trưởng giữ chức giám viện Phật học viện Dược sư và quản viện ni viện Phật học Tự Nghiêm. Đến năm 1983, sau khi trùng tu Tổ đình Vĩnh Bửu, theo định luật vô thường, ni trưởng an nhiên thâu thận viên tịch vào lúc 21 giờ tại chùa Tự Nghiêm, trụ thế 71 tuổi, Hà Lạp 49 năm. Cổ ni trưởng Thích Như Huệ là tấm gương cho thế hệ ni lưu hậu học. Ni giới Việt Nam luôn tự hào về một thạch trụ tổng lâm ni giới, tấm lòng hiếu học suốt cuộc đời tận tâm vì ni giới và đạo Pháp. Hòa thượng Thích Nhật Tấn đã có lời tưởng niệm chi tôn đức giáo phẩm thành kính dân hương tưởng niệm. Tối ngày 2 tháng 2 vừa qua, nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý, tại chùa Phúc Quang, thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã tổ chức đàn dược sư cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời dân sớ cầu an cho bách tánh nhân dân Phật tử nhân dịp đón mừng năm mới Canh Tý 2020. Đàn lễ dược sư do Đại Đức Thích An Nhiên và phân ban kiêm tránh thư ký thông tin truyền thông, thông, thông thuộc Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban anh ngữ kênh truyền hình tổng hợp phật sự online tv làm chủ lễ trong không khí trang nghiêm hương đèn quyện tỏa trước buổi lễ đại đức đã có lời chia sẻ về ý nghĩa của đàn lễ dược sư cúng dường dược sư đăng qua đó đại đức đã giải thích rất cặn kẽ tinh thần cầu nguyện cầu an cầu siêu trong phật giáo là nguyện đem năng lượng phước đức ít ỏi của chính mình giao cảm với phước đức nhiệm mầu của tam bảo và thánh thần trong pháp giới thiêng liêng của niềm tin tránh tín hồi hướng cho người thân người thương còn sống hay đã khuất nâng nhờ đầy đủ duyên lành đó được an vui tự tại và giải thoát khổ đau luân hồi Tất cả các nghi lễ trong Phật giáo đều thể hiện tinh thần tiếp biến văn hóa trong tín ngưỡng của nhân gian, không ngoài ý nghĩa, tùy thuận chúng sinh để độ chúng sinh mà lịch đại tổ sư, tiền nhân đã sáng kiến, thực hành và chỉ dạy. Đại Đức đã kêu gọi toàn thể hội chúng muốn đạt được những ước nguyện lớn nhỏ của mình trong năm mới thì cần phải siêng năng tu trì công đức tụng kinh, niệm Phật, lễ sám, bồ thí, cúng dường, phóng sinh, hành thiện, vân vân buổi lễ được khép lại bằng lời phục nguyện vô cùng tha thiết của đại đức chủ lễ nguyện chúc phật pháp sáng soi cho đời thoát cảnh lầm mê mưa thuận gió hòa cho người người hết cơn đói lạnh sạch nạn chiến tranh thiên tai nhân họa tan lòng thù hận từ tâm mở rộng cho thế giới thanh bình nước việt nam hưng thịnh nhân dân việt nam và muôn loài chúng sinh luôn được ấm no và hạnh phúc quý vị vừa theo dõi phần tin chùa Thanh Mai, tỉnh Thái Bình khai đàn dược sư đầu năm mới. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chùa Dương Đình, Hà Nội dỗ tổ và trao quà trợ cấp thường xuyên cho các cụ cao niên nhân dịp đầu xuân mới. Ngày mùng 9 Tết Canh Tý vừa qua, đại đức thích Quảng Phúc. Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội Trung mương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo huyện Gia Lâm, trụ trì chùa Nguyễn Xá, Dương Đình, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, trang nghiêm tổ chức lễ dỗ tổ. Buổi lễ có đông đảo Phật tử đạo tràng Ngũ Bách Hành Thiện đã vân tập về chùa tham dự. Đây là dịp để các đệ tử và đạo tràng Ngũ Bách Hành Thiện cùng hội tụ đông đủ, dâng lòng tri ân lên bậc tôn sư, đỉnh lễ chư tổ. Dịp này, chùa Dương Đình tổ chức hoạt động văn nghệ mừng xuân canh tí và trao quà trợ cấp thường xuyên cho các cụ cao niên tại địa phương. Đại Đức trụ trì chùa Dương Đình đã trao bằng công đức của Ban Từ thiện xã hội Trung ương đến tập thể câu lạc bộ mùa thu xanh và các cá nhân Tổng giá trị các phần trợ cấp là 22 triệu đồng. Tại đây, Đại Đức trụ trì gửi lời cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để chùa Dương Đình tổ chức thành công buổi lễ. Đại Đức gửi lời chúc sức khỏe đến các cụ cao niên và tán thán các Phật tử đạo tràng trong việc tinh tiến tu tập, giữ gìn và phát huy nét đẹp trong ngày dỗ tổ. Thưa quý vị, sắp tới, trường trung cấp Phật học Đại Tổng Lâm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập tại Hội trường Nhà văn hóa Đại Tổng Lâm. you tử tề tựa về đây để ghi dấu cột mốc quan trọng hình thành và phát triển trường. Đại lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển trường trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm sẽ có chư tôn đức quý đại biểu khách quý và hơn 2.000 tăng ni sinh, cụ tăng ni sinh cùng về tham dự. Kênh thông tin tổng hợp Phật sự online sẽ đưa tin và truyền hình trực tiếp trong suốt thời gian đại lễ diễn ra. Kính mời chư tôn đức và quý vị cùng đón xem. Phần tin vừa rồi đã khép lại chương trình điểm tin 20 giờ hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Ola TV. Kính chúc cho Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị an lạc trong chánh pháp, sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.